Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chân thật tu hành chớ buông lung. Kim Sơn Thánh Từ trước kia được gọi là Phật Giáo Giảng Đường và tọa lạc tại tầng lầu thứ tư trong một chung cư thuộc khu phố Chinatown ở San Francisco, vốn do Tổng hội Phật Giáo Pháp Giới kiến lập. Khóa tu mùa hè đầu tiên được tổ chức tại đây vào năm 1968. Bây giờ có rất nhiều người từ Seattle đến tham gia khóa tu học 96 ngày ấy. Chương trình học tập rất bận rộn, hàng ngày không có giờ nghỉ ngơi, chỉ có ngày thứ bảy là được nghỉ buổi chiều để giặt giũ hoặc giải quyết những công việc riêng tư. Trong khóa tu học ấy, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm và dự trù có thể giảng xong trước ngày mãn khóa. Ban đầu thì mỗi ngày thuyết giảng một lần, nhưng sau một thời gian thì tôi nhận thấy là sẽ không kịp thời hạn nên tăng lên thành mỗi ngày giảng hai lần. Dần dần lại ngại rằng không thể giảng xong nên tôi phải tăng thành ba lần mỗi ngày. Và cuối cùng thì thành ra mỗi ngày giảng bốn lần. Cứ như thế mà trong khóa mùa hè ấy cũng giảng xong được bộ kinh Lăng Nghiêm, đem công đức viên mãn hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Sau khi giảng xong kinh Lăng Nghiêm, có năm thanh niên nam nữ người Mỹ xin xuất gia. Đó là những người Mỹ đầu tiên xuất gia và thọ cột túc giới. Có ba vị tỳ kheo và hai vị tỳ kheo ni. Về sau, mỗi năm đều có khóa tu học mùa hè. Rất nhiều người tới học hỏi Phật Pháp, và cũng có nhiều người xuất gia thành tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tuy nhân số không nhiều, song đối với chùa Kim Sơn, vốn chú trọng về chất lượng chứ không chú trọng số lượng. Chỉ cần các người tham gia chân thật tu hành và nghiên cứu Phật Pháp, thì dù chỉ có một người như vậy cũng không coi là ít, hà huống là nào phải chỉ có một người hoặc hai người thôi đâu. Hàng tháng, chùa Kim Sơn phát hành một tập nguyện sang song ngữ Anh Hoa Raja Bodhisi, tức là Kim Cang Bồ Đề Hải. Tập nguyện sang này chuyên đăng yếu nghĩa Phật Pháp để cho người Tây Phương có thể am tường nguồn gốc của Đạo Phật, đồng thời có được sự nhận thức đúng đắn về Phật Pháp, để họ không còn cho rằng Phật giáo là mê tín, là sùng bái những pho tượng gỗ, là tiêu cực, là bi quan, hoặc là ký sinh trùng của xã hội nữa. Ký sinh trùng là vật tạo một gánh nặng và sống bám vào một cái gì. Tập nguyệt sa này cho người ta biết rằng Phật giáo là tự do, là bình đẳng, mà mục tiêu là đề xướng thế giới hòa bình, và hết thảy mọi người đều là đệ tử của Phật, tuyệt đối không có sự giới hạn về chủng tộc, về quốc tịch hay địa phương. Từ khi Phật giáo có lịch sử cho đến nay, thì Phật giáo chưa hề gây ra chiến tranh, bởi vì giới điều đầu tiên trong giới luật nhà Phật là không sát sinh, chẳng những không giết người mà ngay cả động vật cũng không sát hại, trái lại còn phóng sinh và bảo vệ mọi loài động vật. Nhờ vậy mà Phật giáo chưa hề nhúng tay vào một cuộc chiến tranh nào. Chùa Kim Sơn là nơi đại cát tìm vàng. Nếu quý vị là vàng, thì khi tới chùa Kim Sơn, quý vị sẽ cảm thấy nơi đây như là nhà của quý vị vậy. Ở đây mọi người không nói chuyện nên rất thuận tiện để đọc sách, ngày ngày nghiên cứu Phật Pháp, chẳng bị ai quấy rầy. Thật là một môi trường lý tưởng. Người Mỹ tuy nhiều, song có được bao nhiêu người chân chính phát tâm tới đây để nghiên cứu Phật Pháp, nghe kinh học Pháp. Do đó, việc thành Phật là tùy thuộc ở cá nhân chứ không phải ở tập thể. Trên thế giới, cái gì ít thì đều quý cả. Số người nghiên cứu Phật Pháp ở chùa Kim Sơn tuy không nhiều, song đối với thế giới này thì như thế là vô cùng quý báu. Bởi vì trong tương lai, khi quý vị đã thông suốt Phật Pháp rồi, quý vị có thể đi khắp nơi hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sinh, khiến mọi chúng sinh sớm thành Phật Đạo. Đó là điều tôi trông đợi ở quý vị. Trong khóa tu học mùa hè kỳ này, mọi người cần phải biết quý trọng thời giờ, đừng để lãng phí. Rằng một tấc thời gian, một tấc vàng có chuộc tấc thời gian. Cho nên thời giờ là quý giá nhất, quan trọng nhất. Quý vị đến tham gia khóa tu học mùa hè năm nay, hãy nỗ lực học hỏi Phật Pháp. Cho nên, để thời giờ trôi qua một cách vô ích, quý vị nhất định phải học cho được đôi chút đạo lý chân chính. Có một việc mà tôi muốn nói với quý vị. Mới đầu thì tôi không muốn nói ra, nhưng bây giờ thì tôi không thể không nói. Việc gì ư? Là người xuất gia thì nhất định phải biết tự trọng, không nên coi mình quá thấp hèn, cũng không được cống cao ngã mạn. Lúc nào cũng phản tỉnh và tự kiểm thảo. Hễ có lỗi làm gì thì sửa đổi ngay, nếu không có lỗi chi thì phải tiến tu.
tuyệt đối không được cẩu thả hoặc phóng dật buông lung. Một khi các vị đã là đệ tử xuất gia của tôi, hãy tôi thấy lỗi lầm gì của các vị thì tôi nhất định sẽ nói ra, để các vị biết mà sửa đổi. Nếu tôi không nói ra thì tôi thật có lỗi với các vị. Sau khi tôi đã nói ra những điều mình thấy rồi, thì các vị nghe hay không, sửa đổi hay chăng, đó là chuyện của các vị. Tôi chỉ làm trọn nhiệm vụ người thầy, không hổ thẹn với lương tâm là đủ. Các vị trở nên để đến khi đọa địa ngục rồi lại oán trách sư phụ. Ôi, tại sao lúc đầu thầy không dạy con nghiêm hơn một chút? Nếu quả thầy dạy con kỹ hơn, nghiêm khắc hơn, thì làm sao con bị đọa địa ngục được chứ? Nay tôi đã nói ra điều mà tôi muốn nói rồi. Các vị đã xuất gia phải ghi nhớ. Các vị không được quấy rầy hoặc can thiệp vào sự tự do của kẻ khác, và cũng đừng làm ảnh hưởng đến hành động của họ. Bản thân mình không muốn tu hành thì thôi, đừng làm trở ngại sự tu hành của người khác. Mình không trì giới, đừng cản trở người khác trì giới. Mình không tu bồi đức hạnh, chớ chướng ngại sự trau dồi đức hạnh của người khác. Người nào có tư tưởng và hành vi như trên, thì nhất định phải sửa lỗi, đổi ác thành thiện ngay. Người xuất gia thì từng giây từng phút, lúc nào cũng phải tự kiểm soát chính mình. Mỗi lời nói, mỗi việc làm thì phải luôn luôn đúng theo giới luật. Các vị phải nghiêm chỉnh, không được phóng túng, vô kỷ luật. Không được muốn làm gì thì làm. Rằng, vô quy củ, bất năng thành phương viên, nghĩa là không có khuôn phép thì chẳng thể thành vuông tròn. Do đó, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài dạy Tôn giả A Nan rằng, hãy lấy giới luật làm thầy. Đó chính là điều mà người xuất gia phải ghi lòng tạc dạ. Khi ăn cơm, chúng ta phải nhớ tam niệm ngũ quán, bởi thí chủ nhấp lạp mễ, trọng như tu di sơn. Thực liễu bất tu hành, bì mau đái giác hoàng. Nghĩa là một hạt gạo của thí chủ nặng bằng núi tu di, ăn rồi chẳng tu trì, mang lông đội sừng trả. Thật đáng sợ và nguy hiểm như vậy để các vị, đó gọi là dưới tấm cà sa buộc mắt thân người. Cho nên, người xuất gia, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng phải điều nghiêm trì giữ vững giới luật. Tức là khi chưa dứt được sinh tử, chưa đoạn được tâm dâm dục, thì không lúc nào được biến nhát, phóng túng buông lung. Đức Phổ Hiền dạy rằng, một ngày đã qua, màng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi vui gì, đại chúng hãy siêng tinh tấn như đầu bị đốt, chỉ nhớ vô thường chớ mặt buông lung. Người xuất gia chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút, hãy nhớ rằng, một tấc thời gian, một tấc vàng khó chuộc tấc thời gian. Thời giờ quý báu như thế nên chúng ta không được lãng phí. Mỗi người đều phải dụng công tu hành, phải tinh tấn hơn nữa thì mới mong có được sự thành tựu. Phàm là người dụng công tu hành thì không có thời giờ để nói chuyện thị phi, không có thời giờ để làm những việc lăng xăng, làm gián đoạn sự tu hành. Về điểm này tôi hy vọng mọi người hãy chú ý. Khi tôi thấy những người không chịu tu hành thì tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Bởi vì họ đã không thực hành các thề nguyện mà họ đã lập vào buổi ban đầu lúc mới xuất gia. Những người xuất gia mà tâm nghĩ một nàng, miệng nói một nẻo, thì có xứng đáng là tăng bảo hay không? Mong rằng các vị đều biết tự trọng. Biển cả, sóng vụt đầu bên sóng. Trong bao la, gió với gió hẹn hò. Trên khung trời mây trắng ngà màu tro, rồi truyền biến cho nước mây tụ hội. Có vô thường, có chia phôi nước mắt. Có thân này, có sinh tử đau thương. Ha ha ha, 问什么的说